Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. À, được rồi. Kêu cõi vào đi. À, cậu tới rồi sao? Ngồi xuống đi ha. Mau ngồi đi. Dạ. Alo, tôi nghe. Ai tới hả? Vợ của tôi sao? Bây giờ tôi đang họp, nói bảy chờ chút đi. Sao em lại tới đây chứ? Em đi công việc gần đây cho nên định ghé qua uống trà với anh thôi. Bây giờ anh đang họp mà. Em muốn uống trà thì qua phòng thư ký đi. Cậu có thấy phiền nếu như tôi ngồi ở đây nghe luôn không? Dạ không, tôi không thấy phiền đâu. Cơn su tới là vì có chuyện muốn nói với anh mà. Dạ không sao đâu chú. Vậy cậu có chuyện gì? Có lẽ thân phận của tôi không hợp nói điều này, nhưng mà thật sự cần thiết để cho giám đốc Choi thấy ông đảm nhận vị trí chủ tịch sao? Tôi đã nói với cậu về vấn đề sức khỏe của tôi mà, đúng không? Tới bây giờ thì bảy là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vị trí này đó. Vậy ông cho rằng giám đốc Choi Suk-jeon chính là người thích hợp nhất à? Bà ấy là một nữ doanh nhân tài năng. Còn nói về ẩm thực thì bà ấy là người có năng lực và được công nhận nhất. Tôi nghĩ có thể tin tưởng được. Vậy ông cho rằng giám đốc Choi là người có năng lực sao? Việc thức ăn chế biến sẵn diễn ra tốt đẹp hơn kỳ vọng mà. Tôi sẽ theo đà này mà sau này sẽ cho thành lập luôn một công ty thực phẩm. Nếu như ông giao lại công ty cho giám đốc Choi vì dự án thức ăn chế biến sẵn thành công, thì có lẽ ông cần suy nghĩ lại. Bởi vì ý tưởng đó không phải là của giám đốc Choi, mà là ý tưởng của Dương Sinh. Cơn su à, cậu đang nói như vậy là sao hả? Để tôi nói cho rõ hơn. Nếu ông giao công ty cho giám đốc Choi vì nghĩ rằng bà ấy là người tài năng, thì tốt hơn hết ông nên tới sông Hàn và ném hết tất cả tiền bạc của công ty xuống nước đi. Tại sao mà cậu lại nói như vậy chứ? Cậu làm như vậy vì bất mãn tôi không nhận nuôi Dân Sinh sao? Tôi đã nói với cậu nhiều lần là tôi không phản đối nữa. Sao cậu cứ cứng đầu như vậy? Tôi đã phát triển thức ăn chế biến sẵn rồi, cậu hiểu hay chưa? Không phải là tôi. Không phải như vậy. Chính Dân Sinh mới là người nghĩ ra nó. Tôi đã nghe nhiều tin đồn xoay quanh việc cậu và Dân Sinh có mối quan hệ như vậy đó thì sao? Hai chúng tôi mối quan hệ như vậy. Dù cậu có yêu Kim Dân Sinh thì cũng không thể đổ oan cho người vô tội. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho Kim Dân Sinh thì sao? Kim Dân Sinh và cậu ta thật là vô đạo đức quá mà. Hai chú cháu họ đã làm ra chuyện cực kỳ đáng xấu hổ. Anh không cần phải nói chuyện với cậu ta làm cái gì nữa. Nghĩ tới việc từng muốn nhận cậu ta làm con nuôi khiến cho em cảm thấy tồi tệ và ghê tởm biết bao. Cậu hãy đi ngay cho tôi. Cậu lập tức ra khỏi đây. Chủ tịch Càng, ông có muốn biết lý do tại sao tôi không thể làm con nuôi của ông hay không? Anh làm cái gì nữa vậy anh? Mau lập tức đuổi cậu ta đi giùm em đi. Lý do mà tôi không thể trở thành con nuôi của gia đình ông, dù rất kính trọng ông, là bởi vì tôi chính là con của... Cậu đừng có nói nhảm nữa mà. Mau đi cho tôi. Trời ơi. Vợ ơi, vợ. Mau lên đi. Gọi 911, gọi 911 mau lên. Vợ của tôi ngất xỉu rồi. Mau gọi cấp cứu đi, mau. Trời ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi. Gặp chủ tịch Cang không vậy chú? Hai người đã nói những chuyện gì hả? Chuyện đó nói sau đi. Chú đã nói về chuyện bà ta là mẹ ruột của chú rồi hả? Chú nói là các món chế biến sẵn là do con đã nghĩ ra. Thật sao chú?
Cô đang muốn đi đâu vậy? Cô không thể đi như vậy được đâu. Tránh ra đi. Cô à, đừng có cản. Chú lấy đâu ra hộp nhạc đã cũ đó vậy? Nó vẫn còn có thể phát nhạc được nè. Nó bị chôn vùi trong mớ bụi bặm trong suốt một khoảng thời gian khá dài, nhưng mà nó vẫn có thể phát ra âm thanh như nhiều năm về trước. Giống như muốn nói là thời gian đó chưa từng trôi qua vậy. Những âm thanh giống hệt y như ngày trước, khiến cho chú cảm thấy háo hức lắm. Cậu bị điên rồi hay sao? Tại sao mà cậu có thể nói như vậy? Kim Dân Sinh nó quan trọng với cậu tới như vậy hay sao? Cậu không quan tâm tới mẹ ruột của mình hay sao? Sao mà cậu có thể nói ra chuyện đó chứ? Vậy thì bà nghĩ cái gì mà ở ngay trước mặt của chủ tịch Cang lại nói dối là tôi và Dân Sinh có mối quan hệ yêu đương với nhau? Thì đúng là như vậy mà. Bộ không phải hả? Không đúng. Dù tôi có nhìn nghiêng nhìn dọc sao tôi cũng nhìn ra. Bà nghĩ cái gì mà trước mặt của chủ tịch Cang lại đổ cho con của mình một tội danh đáng xấu hổ như vậy chứ? Trong khi con của mình đứng ở ngay cạnh đó. Cậu có biết tại sao tôi lại sinh cậu ra hay không? Tôi đã nghe đầu bếp Choi Song Chan kể hết rồi. Trở thành nữ chủ nhân của nhà đó, hoặc sinh ra tôi đưa cho họ để đổi lấy tiền. Mẹ ruột của bà đã kêu bà sinh ra tôi, chứ bà không hề muốn vậy. Bà ấy đem giấu đứa con gái 21 tuổi bụng mang dạ chữa vào chùa ở, và để có thể sinh tôi ra, vì mục đích đổi lấy tiền bạc. Đúng như vậy. Đó chính là lý do tôi sinh cậu. Bà xem tôi như là một con chó sao? Đó là cách cậu được sinh ra ở trên đời này. Nên đừng cố tỏ ra mình ngay thẳng làm cái gì nữa. Hãy biết thân phận và đừng bao giờ nhiều chuyện thêm một lần nào nữa hết, nghe chưa? Cậu là con trai ruột của tôi, chứ mà tại sao lại hủy hoại cuộc đời của tôi? Thay vì giúp tôi, không giúp được đã đành lại còn muốn gây trở ngại cho tôi như vậy. Vậy tại sao bà không giết chết tôi luôn đi cho rồi? Sao? Bà đã vì tiền tài mà cắn răng sinh ra tôi, khi tôi thành trở ngại của bà, trong khi bà chỉ muốn tiền, thì bà nên giết chết tôi đi cho rồi còn gì nữa. Cậu vẫn còn giữ cái này bên mình sao? Nhìn con kìa, con trở nên mạnh như vậy từ khi nào vậy hả? Đá xa quá rồi kìa. Dạ, đón lấy nè. Con chờ mẹ chút nha. Ánh mắt của mẹ tôi lúc nào cũng lạnh lùng khi đối diện với tôi. Dù mẹ nói chuyện với tôi dịu dàng, nhưng mà chưa bao giờ nhìn tôi bằng một ánh mắt ấm áp hết. Tôi không biết người phụ nữ đã gặp rốt cuộc là ai, nhưng đôi mắt của bà ấy lúc đó chứa đầy sự ấm áp.
Họ thậm chí còn không cho tôi chạm vào cậu, nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cậu bằng tất cả tình thương của một người mẹ dành cho con. Cậu chính là con trai của tôi. Dù họ có nói thế nào thì tôi cũng là người sinh ra cậu. Nhìn cách bà vật vã để tồn tại trước mặt của chủ tịch Cang không khác gì sâu bọ. Vậy tôi là con trai của bà, thì tôi cũng là con trai của sâu bọ sao? Khi tôi bế cậu ở trên tay lúc cậu mới sinh, cảm nhận cậu đang cựa quậy trong lòng của tôi. Cảm giác vừa xúc động lại vừa quặn đau. Lúc trao cậu khi còn đang quấn trong một miếng vải mỏng cho họ, tôi đã cầu xin họ cho tôi được sống cùng cậu. Bà ngoại của cậu thì vẫn khăng khăng với ý muốn cho cậu đi để đổi lấy tiền, đúng như mục đích ban đầu của bà ấy. Nhưng mà tôi không thể bỏ rơi cậu và trao cậu cho người phụ nữ căm hận tôi tới chết. Sống cùng cậu với một mái nhà, tôi không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ba cậu được. Nói một cách chính xác hơn, tôi và ba của cậu đã sống với nhau như một cặp vợ chồng. Người mẹ nuôi của cậu đã chứng kiến điều đó trong suốt 10 năm trời, cho tới khi bà ấy quyết định tự mình rời bỏ thế giới. Nếu tôi giao cậu cho họ rồi lấy tiền rời đi thì có lẽ mẹ nuôi của cậu sẽ không chết đâu. Nhưng mà khi đó, bởi vì cậu còn quá nhỏ nên tôi không thể nào rời bỏ cậu. Khi cậu lên 10 tuổi thì mẹ nuôi của cậu đã qua đời, còn nhà hàng thì phá sản. Chỉ còn lại người bà ngày càng già và người cha không còn một xu dính túi của cậu. Tôi không muốn tiếp tục ở lại đó chỉ vì con. Cho dù khi nghe thấy việc mẹ tôi đã vì bà mà chết, tôi vẫn không thể xóa bỏ được nó. Tới giờ tôi vẫn luôn nhớ khuôn mặt ấm áp đó. Nó thật sự khác với khuôn mặt lạnh lùng của mẹ tôi. Làm ơn hãy đi đi khi còn chưa quá muộn. Hãy từ bỏ mọi thứ đi. Bà hãy ly dị và rời khỏi căn nhà đó đi. Mẹ không thể làm như vậy được. Anh nghe nói là em đã tỉnh lại trong phòng cấp cứu. Anh tưởng em đã về nhà, nhưng mà em đi đâu vậy? Rốt cuộc là ai đã làm ra công thức nấu ăn? Mới vừa nhìn thấy em, anh đã vội hỏi chuyện này hay sao? Có phải Dương Sinh chính là người làm ra tất cả công thức không? Anh làm ơn thôi giùm em đi. Tôi là vợ của anh, tôi đã bị ngất xỉu phải tới bệnh viện để cấp cứu. Vừa về tới nhà đây là điều đầu tiên anh nói với tôi hay sao vậy hả? Được rồi, thôi được rồi, hãy ly dị đi. Chúng ta ly dị đi. Cái gì? Sống với nhau để làm cái gì chứ? Anh nói vào mặt của tôi chọn một người thừa kế đi chia cổ phần, và sau này cho thừa kế luôn công ty nhà hàng hay sao chứ? Cho nên sống với nhau để làm gì? Chỉ vì chúng ta kết hôn muộn và không có con cái nên anh bị ám ảnh tôi sẽ lấy tiền của anh khi anh chết, đúng không? Sao em lại nói như vậy? Tại sao lại sống với người vợ như vậy để làm gì? Ly dị đi, tại sao phải sống với nhau nữa chứ?